Kính chào quý vị. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc công trình cầu Phong Châu tại tỉnh Phú Thọ bất ngờ bị sập khiến hai mố cầu rơi xuống lòng sông Hồng, làm nhiều người tử vong và mất tích. Bộ Xây dựng cho biết, thực hiện chức năng thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định số 06 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nghiên cứu thực hiện một số nội dung. Cụ thể là tổ chức giải quyết sự cố công trình cầu Phong Châu theo quy định tại Điều 44, Điều 45, Nghị định số 06 năm 2021. Trong số đó, đặc biệt lưu ý đến việc tiếp tục bảo vệ hiện trường và các biện pháp đảm bảo an toàn cho đến khi hoàn thành công tác giải quyết sự cố công trình theo quy định của pháp luật. Văn bản của Bộ Xây dựng nêu rõ. Theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 06 năm 2021 thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ hoặc Bộ Quản lý Công trình Xây dựng chuyên ngành, trong trường hợp này là Bộ Giao thông Vận tải khi được Thủ tướng Chính phủ giao, là cơ quan có thẩm quyền chủ trì, tổ chức giám định nguyên nhân sự cố và phân định trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan. Bộ Xây dựng lưu ý, trong quá trình tổ chức giám định hiện trường sự cố, cần được chụp ảnh, quay phim, thu thập chứng cứ, ghi chép tư liệu cần thiết phục vụ công tác giám định nguyên nhân sự cố và lập hồ sơ sự cố trước khi triển khai các công việc tiếp theo. Bên cạnh đó, lưu ý đến việc thu thập các tài liệu kỹ thuật có liên quan trong quá trình quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa công trình. Ngoài ra, Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành trục vớt, thanh thải lòng sông để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa khi đảm bảo điều kiện cho công tác này. Sớm báo cáo cấp có thẩm quyền đề xuất phương án khắc phục để đảm bảo giao thông trên tuyến quốc lộ 32C. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ sập cầu Phong Châu. Theo báo cáo nhanh của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ, cầu Phong Châu nằm tại km 18+300 quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ, được xây dựng bàn giao đưa vào khai thác sử dụng năm 1995. Cầu Phong Châu được xây dựng theo công nghệ cũ với kết cấu dàn thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, quy mô vĩnh cửu, tải trọng thiết kế H18X60, tải trọng người đi 0,3 tấn trên 1m2. Cầu có chiều dài 375,36m. Năm 2013, cầu Phong Châu được sửa chữa. Theo kết quả kiểm định sau khi sửa chữa, cầu Phong Châu không phải cắm biển hạn chế tải trọng. Năm 2019, cầu Phong Châu được sửa chữa lần 2. Năm 2023, cầu Phong Châu tiếp tục được sửa chữa nhỏ. Kết quả kiểm định cầu năm 2019 đánh giá cầu Phong Châu không phải cắm biển hạn chế tải trọng. Đáng lưu ý, báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ cũng nêu rõ, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Iagi gây mưa lũ, nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình địa mạo dưới lòng sông khu vực cầu Phong Châu, kéo đổ trụ T7 làm sập hai nhịp dàn chính của cầu là nhịp 6 và nhịp 7. Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông của tỉnh Phú Thọ. Ông Nguyễn Đình Năm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 11 giờ trưa ngày 16 tháng 9, trên sông Hồng, đoạn qua địa bàn vừa phát hiện một thi thể nam giới cách nơi xảy ra sự cố sập cầu Phong Châu khoảng 8 km về phía hạ lưu. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bản Nguyên, sau khi nhận được thông tin từ đội Cảnh sát Giao thông Đường Thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Thọ và người dân, chính quyền xã Bản Nguyên đã phối hợp với cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân vào bờ. Đồng thời, thực hiện các quy trình thủ tục cần thiết và thông báo cho các thân nhân người mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu đến, phối hợp để xác minh danh tính nạn nhân. Như vậy, đến thời điểm này, đây là thi thể thứ hai nổi trên sông Hồng trong vòng 3 ngày cùng về phía hạ lưu. Rất có thể, đây là nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu xảy ra vào ngày 9 tháng 9. Trước đó, chiều ngày 14 tháng 9, đội Cảnh sát Giao thông Đường Thủy qua quá trình tuần tra kiểm soát cũng phát hiện một thi thể nữ giới. Danh tính được xác nhận là một trong các nạn nhân mất tích vụ sập cầu Phong Châu. Nơi được phát hiện là trên sông Hồng, đoạn qua địa phận xã Vĩnh Lại, cách nơi xảy ra sự cố sập cầu khoảng 10 km về phía hạ lưu. Sau đó, thi thể nạn nhân xấu số đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Sau sự cố sập cầu Phong Châu sáng ngày 9 tháng 9, ngay khi mực nước trên sông Hồng đã rút xuống dưới báo động 1, ngày 15 tháng 9, các lực lượng chức năng tiến hành triển khai rà soát hiện trường, chuẩn bị công tác trục vớt phần cầu bị sập và làm cầu phao tạm thay thế. Lực lượng quân đội đã sử dụng cano rà soát ven bờ, dòng sông để sẵn sàng lắp đặt khi mực nước dòng chảy an toàn. Khu vực bến phà tại xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng đang dọn dẹp bến phà, sẵn sàng lắp đặt cầu phao thay thế cầu Phong Châu bị sập. Lực lượng liên tục đánh giá mực nước, dòng nước, khi điều kiện thuận lợi đảm bảo an toàn sẽ tiến hành cứu hộ và lắp đặt cầu phao ngay. Lực lượng quân đội khảo sát khu vực sông Bến Duộng, xã Dương Nộn, địa điểm dự kiến lắp đặt cầu phao tạm. Những ngày qua, nước sông Hồng dâng cao chảy xiết khiến lực lượng chức năng chưa thể thực hiện việc tìm kiếm cứu hộ. Để chuẩn bị sẵn sàng, lực lượng quân đội đã tập kết hết trang thiết bị tại khu vực bãi trống thuộc xã Hương Nộn để sẵn sàng lắp đặt cầu phao. Khu vực bến phà tại xã Hương Nộn, xe cơ giới đang dọn dẹp bến phà, sẵn sàng lắp đặt. Theo đó, binh chủng công binh đã huy động 198 cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn 249, 78 đầu xe máy, trang bị tất cả đã sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ. Ngày 16 tháng 9, lực lượng quân đội vẫn đang triển khai các phương án dọn dẹp hai bên bờ sông, đoạn khu vực cầu sập để chuẩn bị lắp cầu phao. Mặc dù 17 hộ dân với 115 nhân khẩu thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai hiện đã được tiếp tế lương thực thực phẩm, đảm bảo sinh hoạt nơi tạm lánh trên núi, nhưng nguy cơ xảy ra sạt lở sau mưa bão vẫn luôn tiềm ẩn. Ngày 15 tháng 9, các lực lượng chức năng của xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã cùng nhau hỗ trợ 17 hộ dân với 115 nhân khẩu về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, bố trí nơi ở tạm để chờ bố trí sắp xếp khu tái định cư mới. Anh Ma Xeo Chứ, trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, đang tất bật điều hành việc vận chuyển, tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho 17 hộ dân trong thôn. Cập nhật thông tin tình hình cuộc sống của người dân trong thôn Kho Vàng với chính quyền xã Cốc Lầu. Anh Ma Xeo Chứ, trưởng thôn Kho Vàng chia sẻ, trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 9, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, thời tiết mưa liên tục, tôi thấy phía bên kia sạt lở nhiều quá, nên rủ anh em trong thôn lên trên đồi của thôn kiểm tra thì phát hiện vết nứt. Trước nguy cơ không đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của người dân, tôi đã cùng anh em nhanh chóng mang dao đi chặt cây vầu, dùng bạt dựng lán tạm cho bà con để tránh khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Sau khoảng 6 tiếng, công việc mới hoàn thành. Theo anh Ma Xeo Chứ, khó khăn lớn nhất ban đầu khi các lực lượng chưa tiếp cận được, bà con trong thôn thiếu lương thực thực phẩm. Nước sinh hoạt phải đi bộ khoảng 500 mét dưới khe suối cũng xa. Thôn Kho Vàng có 87 hộ, 410 nhân khẩu thuộc hai dân tộc Mông và Dao cùng sinh sống. Do địa hình thôn Kho Vàng ở gần suối nên tiềm ẩn nguy cơ cao về lũ quét sạt lở đất. Trước thông tin về ảnh hưởng của cơn bão số 3, chính quyền địa phương đã chủ động lên kế hoạch tuyên truyền vận động người dân sống ở khu vực nguy hiểm di rời đến nơi an toàn để tránh trú. Trước đó vào ngày 9 tháng 9, khi phát hiện có nguy cơ sạt lở trên địa bàn, nhưng do không có sóng điện thoại để thông tin với chính quyền, nên 17 hộ dân với 115 nhân khẩu thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã chủ động di chuyển lên một quả núi để dựng lán trại trú ngụ tạm thời. Sau gần 3 ngày không thể liên lạc được với anh Ma Xeo Chứ, trưởng thôn Vàng, cũng kiêm lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và nằm trong nhóm 17 hộ dân đang lánh nạn ở trên núi. Trưởng công an xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cũng như các thành viên trong ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đứng ngồi không yên. Đến khoảng 6 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9, trời vẫn mưa tầm tã, không có cách nào liên lạc được với anh Ma Xeo Chứ tại thôn Kho Vàng cũng như địa phận xã Nậm Lúc và xã Bản Cái bị sạt lở, đường không thể quan sát từ phía bên đó sang phía bên nhóm 17 hộ. Đại úy Nguyễn Mạnh Cường, trưởng công an xã Cốc Lầu tâm sự, tôi đã trực tiếp đề xuất với trưởng công an huyện Bắc Hà về việc lập một tổ công tác gồm 3 người là công an xã sẽ lên thôn Cốc Lầu, đồng thời huy động thêm một người thuộc lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, một người xã đội thôn Cốc Lầu tìm đường tới nhóm 17 hộ dân. Theo đại úy Nguyễn Mạnh Cường, vào thời điểm này, cung đường vào bản Kho Vàng và các xã lân cận đều đã bị đứt gãy, giao thông trên đường bộ bị tê liệt hoàn toàn.
cung đường duy nhất có thể đi là vượt núi qua những khu rừng vầu, rừng trúc. Vượt qua con đường rừng nguy hiểm, dưới cơn mưa tầm tã, họ cứ nối bước nhau mà đi, tất cả đều mong muốn mọi sự bình an đến với người dân thôn Kho Vàng. Càng lên cao, đường càng trơn, càng vào sâu trong rừng lại càng khó đi. Những năm trước, người dân còn vào sâu trong rừng tìm măng, nhưng lâu dần ít người, những lối mòn giờ cỏ dại mọc lút đến đầu người, chẳng còn đường đi. Họ vừa đi vừa phạt cành tìm lối đến với thôn Kho Vàng. Sau nhiều giờ đồng hồ đi bộ băng qua rừng để tiến sang địa phận thôn Kho Vàng, thôn Cốc Lầu giáp danh thôn Kho Vàng. Đến khoảng hơn 10 giờ ngày 11 tháng 9, lên đến đỉnh núi thì phát hiện các hộ dân đang chặt cây tre nứa để căng bạt dựng lán ở. Khi thấy người dân đang căng bạt, đại úy Nguyễn Mạnh Cường và thành viên trong tổ vỡ òa vì hạnh phúc. Niềm vui ấy được nhân lên gấp bội phần khi họ hỏi về 115 khẩu có an toàn không, có ai bị thương không thì đều nhận được câu trả lời. Không có ai bị thương, chúng tôi đều an toàn. Đại úy Nguyễn Mạnh Cường nhớ lại khi chúng tôi hỏi tình hình đồ ăn thì nhận được câu trả lời rằng bây giờ mình không có cái gì ăn, bọn trẻ không có gì ăn. Họ cũng nói thêm có 4 đến 5 thanh niên đang theo đường sạt kia xuống tìm đồ ăn. Ngay sau đó, trưởng công an xã Cốc Lầu liền chỉ đạo các thành viên trong đoàn mang mì tôm, nước uống ra để đưa cho người dân nấu ăn ngay, đảm bảo không bị đói, đặc biệt là trẻ nhỏ. Đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9, đại úy Nguyễn Mạnh Cường đã đến được khu vực có sóng điện thoại để báo cáo trưởng công an huyện và bí thư đảng ủy xã Cốc Lầu và đề xuất quay về trụ sở ủy ban nhân dân xã, chuẩn bị đồ tiếp tế để lên đường, quay lại với 17 hộ dân thôn Kho Vàng. Đại úy Nguyễn Mạnh Cường xúc động kể lại, được sự đồng ý của cấp trên, tất cả cùng chuẩn bị đồ tiếp tế và huy động tại thôn Cốc Lầu khoảng 20 người dân có sức khỏe tốt tham gia vận chuyển lương thực. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ đi bộ băng qua rừng từ thôn Cốc Lầu, đoàn công tác của chúng tôi đã có mặt tại địa điểm lán của 17 hộ dân, bàn giao lại toàn bộ số đồ tiếp tế. Sau đó chúng tôi giao nhiệm vụ cho trưởng thôn Kho Vàng có trách nhiệm kiểm tra, phân công theo dõi đôn đốc quản lý, không để bất kỳ ai xuống khu vực bên dưới nhà ở để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Yêu cầu người dân gia cố chắc lại các lán trại, đề ra phương án để trưởng thôn cùng các thanh niên khác ngày hôm sau tự đi sang thôn Cốc Lầu để tiếp nhận lương thực gồm gạo và các nhu yếu phẩm khác mang về cho 17 hộ dân thôn Kho Vàng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!